mà con kia là chi hay ngủ rồi. Còn con này là đa hê. Nó đa hê vừa mới về được thời gian nó đa hê. Ốc thành như ốc thành cái gọi là kê là gọi chim lục luôn á. Còn trước là nó mới đầu nó đẹp một tí, đầu nó mỏng một tí. Thì bánh thì không phải nó.